không đi thì không đi không đi không là gì. Xin mời quý vị cùng đến với chương trình sướng. Về cho nhau những dấu yêu cuối cùng, vì thời gian trôi mau không giữ được tình ta, vì lòng con yêu nhau đã nói yêu mãi hoài, nhưng trái tim vụt tan cho mắt ai lệ rơi. Ôi dòng lệ đã cuốn theo tình, tôi yêu ôm trái tim nức nở, dù ngày mai xa xăm có mãi thêm ngàn năm, dù niềm đau không vơi vẫn cứ say đắm hoài, tôi có thêm niềm đau sâu kín trong nụ cười khi người xưa đã khuất xa. Nơi xa xôi sẽ cố quên bóng người, nhưng tình tôi mênh mang trong trí dâng đầy vơi. Rồi ngày mai ai vui có dấu đi nét buồn khi đã ghi tình tôi, có nhớ không người ơi? Yêu người tôi đã thấy cho em những đớn đau cuối cùng, nhưng tình tôi không phai trong trái tim nồng say. Dù ngàn năm máy bay tôi có xa cõi đời, nhưng vẫn yêu người ơi, yêu mãi mối tình điên cho thời gian cuối không trở về. Dù ngàn năm máy bay vẫn yêu người ơi,
thời gian cuốn không chờ tôi rất là sẵn lòng. Và nếu mà các bạn ở xa nếu không nghe thấy thì cứ ngồi gần, chúng ta xem như là một gia đình. Nãy giờ thì tôi bận ngắm ông thầy Vinh. Ông thầy Vinh là người kéo violon, thì tôi thấy rằng là anh Vinh hôm nay trở thành một con người mới, con người rất là dân chơi, rất là phong thái. Trước khi ông đến giật nhạc thì ông giống như một ông hiệu trưởng trường trung học. Hôm nay ông trở thành một người nhạc sĩ đích thực. Tôi cảm ơn anh Vinh rất nhiều. Cảm ơn thầy Vinh, cảm ơn thầy Phước, cảm ơn anh Trái. Anh Vinh hôm nay anh mới được sống thật như anh như là một người nhạc sĩ. Cái bài Tình Điên đấy thì trước kia năm 1988 Tư Thâu Lệ Thu hát, Tư Thâu cho Lệ Thu hát và sau đó được nhiều ca sĩ hát. Riêng cái bản Tình Điên ở đây ở Việt Nam thì chỉ có ca sĩ Thụy Uyên đã truyền bá đi, và tôi đã từng chứng kiến vài lần là cái sự thành công của nó ngoài cái mức dự liệu của tôi. Hôm nay cũng là một lần nữa nói lên cái điều đó. Đó là cái việc mà phải làm của một ca sĩ, một nhạc sĩ phải làm. Nhưng mà cái tâm tình của tôi thì tôi chưa có dịp nào mà tôi nói cả. Trước bài Tình Điên là bài Tình Tôi Mới Lớn, thì đó là cái tâm trạng có thật. Tôi nghĩ rằng một ông già 70 tuổi, 60 tuổi giống như anh Vinh hay anh Phước đấy, khi mà yêu thì giống như đứa con nít vậy đấy. Tình mới lớn nên không cần biết, không cần biết là nó đi đến đâu cả. Rồi sau đó đấy, khi mà nhận lấy cái đau thương đấy, cái người yêu của mình, chẳng hạn anh Vinh mà anh có một cô khoảng 30 tuổi, cô yêu thì anh yêu lắm, anh không cần biết gì hết. Nhưng cô đi lấy chồng rồi anh mới ngỡ ngàng, anh vẫn nghĩ rằng là còn đó, rồi không còn nữa. Cái tâm trạng đó nó dây dứt lắm, và đối với tôi trải qua cái đó rồi. Đối với tôi bây giờ những cái đó nó trở thành cái thi vị, một kiếp sống khác. Tôi được tái sinh, tôi được sống ở trong cái hoàn cảnh đó, và tôi đã trở thành, sau này tôi trở thành người khác, tôi được tái sinh thành một cái cuộc sống khác, một cái cõi khác. Và sau này những bài sau đây quý vị sẽ nghe để biết điều đó và chia sẻ điều đó. Cái bài Tình Điên là một kỷ niệm do một người tình của tôi. Đây cũng là về sau thì tôi thích Phật giáo, tôi thích thiền là do cái tâm tình từ cái bài Tình Điên này ra. Có một cô bạn gái tôi có nói rằng là sau này nếu mà anh có thấy em đi với ai đó đấy thì em biết rằng anh phải biết rằng là em vẫn yêu anh tới lúc anh chết, em chết. Nhưng mà sau đó thì cô khoảng một vài năm thì cô đã có một người khác và cô lạnh nhạt với tôi, và cô hiện giờ cô rất thù oán tôi. Thì không phải thù oán gì nhưng mà không có vui vẻ gì. Thì tôi thấy rằng đấy là tình cảm con người nó rất là thay đổi nhiều lắm. Nhưng mà cái giây phút nào mà giây phút mà nặng nề nhất, mặn nồng nhất ấy, thì tôi ghi lại. Dù ngàn năm mây bay tôi có xa cõi đời, nhưng vẫn yêu người ơi, yêu mãi mối tình điên. Cái đó là cái tâm có thật, không có sai, không phải nói láo, thật. Nhưng mà chỉ trong lúc đó thôi, ngày hôm sau nó sẽ khác. Đó là lẽ vô thường. Đây là những điều mà anh muốn chia sẻ về Tình Điên. Rồi, sau Tình Điên, trước khi tôi viết Tình Điên thì có một bài nhạc
mà nó phản ảnh từ một mối tình mà tôi nghĩ nó sẽ là cuộc tình vĩnh cửu. Nhưng mà sau cái lần tôi chia tay với cái người bạn gái tôi ở phi trường Los Angeles năm có lẽ là năm 1977, lúc đó tôi là được 22 tuổi, thì và sau một số lần thư từ qua lại yêu thương mặn nồng và cuối cùng cũng là chia tay thôi. Thì sau khi mà tôi biết là chia tay, tôi mới viết bản này gọi là tình cuối. Tình cuối mới đầu nó bắt đầu giống như là một cuộc tình vĩnh cửu, nhưng cuối cùng kết thúc nó là cuộc tình xót xa. Đó là bản tình cuối xót xa. Xin mời Thùy Anh. Nếu mà quý vị không nghe thì anh phải xuống hát tận cho mọi người nghe chứ. Hả? Và bài này là Xuân Nguyễn sẽ cùng ca sĩ Thùy Anh sẽ gửi đến quý vị cuộc chia tay ở phi trường. Mưa rơi làm ướt.
hôn em lần nữa vì ta không đành chia tay để mất tình bao ân tình. Hôn em lần nữa bằng môi xa lạnh, em ơi tình cuối là tình xót xa.